Hello, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình, Ông Chồng Hay Làm. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series Hành Trình Tìm Kiếm Căn Nhà Mơ Ước, phần 3 nha các bạn. Mình đã làm hai cái phần trước, một cái phần giới thiệu, một cái phần nói về các bạn có thể ở chung nhà với bố mẹ để nhằm tiết kiệm chi phí và có những cái mục tiêu lớn hơn. Về cái phần 3 thì mình nói về những cái mặt lợi và hại khi các bạn thuê một cái căn chung cư hoặc là cũng như là một cái nhà riêng đó các bạn. Và hôm nay là cái bài story thứ tư của mình. Nó nói rằng là các bạn có nên mua một miếng đất nông nghiệp và xây dựng trái phép hay không, cũng như là có nên mua một cái căn nhà mà nó về cái mặt thủ tục giấy tờ nó chưa có hợp pháp hay không. Bởi vì đây là một cái hiện trạng mà khá là nhức nhối và nó là một cái hiện thực mà hiện tại ở các đô thị lớn của Việt Nam gặp phải đó các bạn. Đó chính là cái hiện tượng mà gọi là xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Vì sao nó có những cái hiện trạng này, cũng như là vì sao người ta lại chọn lựa một cái con đường mà nó nhiều chông gai như vậy. Thì tất cả đều là do cái vấn đề là chi phí các bạn. Các bạn biết, để sở hữu một căn nhà ở dưới mặt đất á, và nó có những cái đường thuận tiện giao thông này kia thì rất rất là đắt. Nó hầu như là nằm ngoài tầm với của hầu như là cái tầng lớp mà gọi là lao động cũng như là chưa tới trung lưu đó, thì thường là sẽ không bao giờ mà đủ tiền để mua được một căn nhà dưới mặt đất cả các bạn. Bởi vì vậy thành ra đối với những người trẻ tới những cái thành phố mà để sinh hoạt rồi học tập rồi sinh sống thì thường họ sẽ chọn lựa, khi bắt đầu có thu nhập rồi thì họ sẽ chọn lựa là thuê nhà hoặc ở nhà thuê, sau đó là có thể là nghĩ tới mua một cái miếng đất nông nghiệp và có thể xây được một cái nhà gọi là nhà trái phép. Thì đây là một cái hiện trạng nó có rất nhiều ở các thành phố lớn các bạn. Khi các bạn coi các tin tức rồi cũng thấy đó, hàng ngày nó đập căn này phá căn kia. Tuy nhiên rằng có một số lượng rất lớn người đang ở những căn nhà như vậy, và chính bản thân mình đã từng mua một miếng đất nông nghiệp cũng như xây dựng một cái nhà nhỏ trên đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái ưu nhược điểm của cái hiện trạng này đối với các bạn nhé. Đó chính là đất nông nghiệp và nhà không phép. Tất nhiên về mặt về mặt ưu điểm thì nó có ưu điểm là hoàn toàn giống như là một căn nhà riêng vậy các bạn, và ưu điểm thứ hai là chi phí thấp. Thành ra là rất nhiều người đã chọn được con đường này, có nghĩa là đất nông nghiệp. Thì thường đất nông nghiệp là ở Việt Nam không được xây dựng, và nếu như các bạn xây dựng là các bạn đã vi phạm quy định và các bạn sẽ phải bị, thứ nhất là phạt và thứ hai là phải tháo dỡ đó. Tuy nhiên là một cái thực tế mà nó tồn tại ở tất cả thành phố, có nghĩa là các bạn nộp phạt xong, các bạn tùy thuộc vào cái mối quan hệ của các bạn mà các bạn vẫn có thể giữ lại một phần hoặc là toàn bộ căn nhà. Thì chính bản thân mình là cũng có một căn nhà xây dựng trên đất nông nghiệp, cũng như những người bạn của mình cũng có những căn nhà như vậy, và nó vẫn được tồn tại cho tới ngày hôm nay. Mình đang nói về cái ưu điểm của nó, chính là các bạn đã được quyền sở hữu một căn nhà của riêng mình dưới mặt đất và với chi phí thấp. Đó là cái hiện thực như vậy, và các bạn đầy đủ, có thể là đầy đủ cả hợp đồng điện, hợp đồng nước và làm được cả giấy tờ gọi là hộ khẩu luôn, gọi là giấy chứng nhận nhà ở cũng như là hộ khẩu tại nơi đó. Tuy nhiên nó có những cái nhược điểm mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó chính là đầu tiên cái nhược điểm về vấn đề pháp lý. Thì miếng đất nông nghiệp thì người ta sẽ không tính giá trị căn nhà trên đó, thành ra các bạn sẽ
không có cầm cố ngân hàng ở một cái giá là cao được, là thứ nhất. Cái thứ hai, thường á, đất nông nghiệp á, ở Việt Nam mình nó là quy định ít nhất là phải 500 mét vuông mới có một sổ. Thành ra thường nếu như các bạn sở hữu đất nông nghiệp thì các bạn buộc phải đồng sở hữu với rất nhiều người, và cái việc đồng sở hữu này các bạn sẽ khó khăn trong việc sang nhượng, mua bán, cầm cố. Đó là cái thứ nhất, đó là về vấn đề pháp lý. Có nghĩa là miếng đất của các bạn tuy các bạn ở được nhưng các bạn muốn cầm cố là rất khó, muốn bán cũng khó khăn luôn, là cái nhất. Cái thứ hai là việc xây dựng cũng rất khó khăn. Rất nhiều người đã phải xây rồi bị đập, xây rồi bị đập, xây rồi bị đập. Đó là một vấn đề nhạy cảm, mình không muốn đưa vô cái video này. Nhưng cũng thực tế rằng các bạn vẫn có cách để giúp cho cái căn nhà của mình nó tồn tại cũng như nó được xây dựng ở trong một cái mức độ cho phép. Ví dụ như các bạn không thể xây 2 tầng, 3 tầng hoặc là không thể xây rộng, nhưng các bạn vẫn có thể dựng được những cái nhà kho, nhà tạm, và sau đó các bạn nâng cấp sửa chữa để có thể ở được và có thể ở được tốt tùy theo thời gian và cái công sức các bạn bỏ ra. Tuy rằng đây là một cái việc làm sai pháp luật và gây ảnh hưởng đến cái trật tự an toàn xây dựng, nhưng ở một cái khía cạnh nào đó thì nó vẫn có thể giúp đỡ cho các bạn có được một cái nơi ở để an cư lạc nghiệp. Đó thì đó là cái thuận lợi cũng như là cái bất lợi của việc xây dựng một cái căn nhà trên một cái đất nông nghiệp. Thì mình cũng đã trải qua một cái miếng đất nông nghiệp là khi hai vợ chồng mình mới cưới nhau thì có rất ít tiền. Thì đất nông nghiệp á, thì thường giá nó rẻ hơn nhiều các bạn, và mình đã quyết định chọn mình mua một miếng đất nông nghiệp. Và sau đó là rất nhiều người bạn mình cũng chọn như vậy, nhưng cái khu vực của bạn mình lại xây được và chỉ bị phạt này kia thôi và cũng cho tồn tại công trình đó. Tuy nhiên nhà của mình thì lại khó khăn hơn. Từ lúc mình mua cho tới 3-4 năm sau, 5 năm sau thì mình mới dựng được một căn nhà tôn trên đó. Và sau đó cũng có xảy ra một số cái vấn đề kiện cáo chính quyền, xử phạt này kia. Thì mình nghĩ rằng quá trình mà hình thành một cái căn nhà đó rất là khó khăn so với một cái căn nhà gọi là nhà ở đất, nhà ở đất xây dựng đó. Thì mình cũng khuyên các bạn, nếu như các bạn là tất nhiên là có tiền thì dễ rồi, các bạn có thể hoàn toàn mua một cái căn nhà hoặc một cái chung cư cho nó hợp pháp. Tuy nhiên không có tiền, nếu như các bạn gặp những cái mảnh đất như vậy hoặc là những cái hiện trạng như vậy thì có nên mua hay không? Thì trên cái quan điểm cá nhân của mình nghĩ nếu các bạn mua đất nông nghiệp thì phải, thứ nhất là phải có sổ đất nông nghiệp, và thứ hai nên có sẵn một cái căn nhà trên đó. Bởi vì sao các bạn? Thì cái Việt Nam mình á, chính quyền á, thì họ vẫn cho phép những cái căn nhà mà trong quá khứ nó đã có rồi, mặc dù nó chỉ là một cái nhà tôn, một cái nhà kho. Nhưng các bạn nếu mà mua đất nông nghiệp, các bạn mà muốn xây dựng được thì nó rất là khó để xây dựng trái phép trên một cái miếng đất nông nghiệp. Nhưng nếu như miếng đất nông nghiệp đó đã có sẵn một cái nhà kho hoặc một cái nhà tôn, nhà cũ thì cái việc mà các bạn sửa chữa nó là dễ hơn. Đó, thành ra mình khuyên các bạn, nếu như các bạn đã chọn lựa đường này thì hãy mua một cái miếng đất nông nghiệp mà nó đã có sẵn một cái nhà, mặc dù nhà nát, nhà rách cũng được. Đó, và đó chính là cái con đường mà giúp cho các bạn sau này. Tại vì thường các bạn sửa chữa thì chính quyền họ sẽ không có gây khó giống như là các bạn xây mới hoàn toàn một cái căn nhà trên một cái miếng đất nông nghiệp. Nhớ nha. Tất nhiên là sẽ khó kiếm đất nông nghiệp có nhà hơn, bởi vì nó sẽ mắc hơn rất nhiều so với một miếng đất nông nghiệp mà trống trải. Đó là cái thứ nhất về vấn đề pháp lý. Cái thứ hai, khi các bạn mua một cái loại nhà như vậy thì các bạn nên là mua những cái đất nông nghiệp mà đã có sổ đỏ rồi, cho dù là đứng tên chung nó vẫn có cái giá trị pháp lý cao hơn là những cái miếng đất mà chỉ là ghi tay, giấy tờ tay nha các bạn. Giấy tờ tay sau này kiện cáo rất là khó khăn. Thành ra mình khuyên nếu như các bạn là mua một miếng đất nông nghiệp và dựng nhà tôn hay là có sẵn nhà tôn cho nó thì nên mua đất đã có sổ đỏ rồi và đứng đồng sở hữu nhé.
Rồi, thì đó là những cái chia sẻ mà mình qua cái quá trình mà mình đã từng sở hữu một căn nhà như vậy và hiện tại vẫn đang còn đấy các bạn đó. Và mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn thấy rằng là mình có nhiều cái lựa chọn như thế nào, mình có rất nhiều lựa chọn để có thể là an cư lạc nghiệp nhé. Các bạn biết không, ở tại thành phố Đà Lạt á, là hiện tại 1 mét đất nông nghiệp thôi nó đã có ở giá trị là khoảng 10 triệu rồi. Có nghĩa 100 mét đất nông nghiệp là nó đã ra 1 tỷ rồi các bạn. Các bạn xây nhà nữa thì bao nhiêu nữa? Tuy nhiên, đất nông nghiệp nó có rất là nhiều chỗ mà ở tại thành phố của mình là thành phố trồng trọt, mà nó có rất nhiều khu đất trồng trọt và người ta đã xây những cái căn nhà cấp 4 này kia. Và chính bạn của mình đã thành công trong việc mua một cái miếng đất nông nghiệp chỉ có 50 mét vuông thôi, xây được một nhà tôn 50 mét vuông, trong đó là ở bên trong là đầy đủ các thiết bị hết, tường làm bằng tường xem bo, cũng lát gạch men, rồi cũng toilet, cũng phòng khách, 2 phòng ngủ đầy đủ các bạn, và tổng chi phí chỉ tốn khoảng hơn 400 triệu thôi. Các bạn thấy đó, hai vợ chồng công nhân đi làm chỉ 10 triệu một tháng nhưng vẫn hoàn toàn có thể sở hữu được một cái căn nhà. Và ngày hôm nay là khoảng cách đây 3 tháng là bạn đó đã có được giấy chứng nhận nhà ở cũng như là đã nhập được hộ khẩu vô cái địa chỉ đó các bạn. Đó đó chính là một trong những cái con đường mà tất nhiên cái con đường này nó cũng rất là khó khăn và nhiều nước mắt các bạn. Bản thân của mình đã từng bị dở nửa căn nhà luôn. Cũng bị phường coi như là phạt hành chính rồi dỡ hết nửa căn nhà, rồi sau đó các bạn cũng tốn tiền để làm lại, nhưng những cái quá trình đó cuối cùng là nó cũng đã dẫn tới một cái kết quả là rất là tốt đẹp cho người bạn của mình. Mình không khuyến khích các bạn là làm những cái việc là trái pháp luật như vậy, nhưng trong một cái xã hội mà người nghèo cũng chưa được có nhiều cái sự lựa chọn, những cái sự quan tâm của nhà nước, thì các bạn vẫn có thể là trong một cái giới hạn nào đó mình vẫn có thể làm sao để mình an cư lạc nghiệp nhé. Ok, cái video ngày hôm nay của mình tới đây là hết rồi. Mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn video lần sau nhé. Ok, bye bye. Nếu các bạn yêu thích video của mình, các bạn có thể cho mình một like, một share nhé. Và nhớ đăng ký kênh của Ông Chồng Hay Làm để cập nhật những tin tức mới nhất của mình nhé. Ok, bye.